Thì bây giờ mình sẽ đo thông số luôn anh em ha. Đó, mình sẽ đo thông số này làm thẩm mỹ chứ không phải. Mình lấy cái miếng này mình làm cắt làm đôi mình làm. Ơi, nhẹ nhẹ ba nước chơi. Mới ba nước thôi. Này chắc khoảng 6 7 ly quá. Nghi 6 7 ly quá chứ 5 ly làm không nổi này. Rồi, một nước nữa. Thấy không? Không còn một dấu đen ha. Ê, bậy bạ, đây còn một dấu đen nè. Còn một dấu rõ ràng mà nó không còn dấu nào. Thêm hai bát nữa, một bát lơ, một bát nhám nữa, bánh lấy thẳng luôn nha. Khó quá, còn lỗ bằng cái kim vậy mà không nói không có tình chứ. Mới được một mặt anh em ha, lông chuột phải bị gì anh em, không cái nào nó bóng ngoài nha anh em ha. Tên tên thôi đánh mặt thôi, còn mặt để lại đi ha. Thánh thần ngó xuống mà xem người ta ăn trộm bắt tôi ở tù. Vậy anh em cứ kiểm chứng nha. Lội cây cam chối vô cây cam quá. Này đánh trước nè, đây đánh sau. Rồi, ok. Quá trời, trời ơi. Trời ơi, anh em thấy cái cán này không? Ui.
Khiếp thiệt, khiếp thiệt anh Bi ơi. Cái gì ở đâu á tơi, gì ở đâu quá trời luôn mà. Ui, nó đỏ hơn cắt nữa. Ôi, tiến hành làm việc. Rồi ok, dao mình đã rồi bắt Bi ơi. Đó. Bây giờ còn chốt ở đây một cái chốt, tại vì bắt Bi nói tinh thần này không có chốt ha, rồi để mình kiếm cái lường nào mình chốt cái, chứ bây giờ chưa có biết là mình chốt nó chỗ nào được. Cắt rồi không có dồn. Tháo quá. Thì bây giờ mình sẽ đo thông số luôn anh em ha. Đó, mình sẽ đo thông số cho anh em mình nắm bắt luôn nha. Đó, 5 phân. Anh em đặt mình 5 phân đúng không? Đó, 5 phân. Tổng chiều dài 32. Đó. Sao đây nhìn không thấy gì trơn ta. Nói nhỏ nhỏ lại, nãy giờ thấy quá trời bự. Đó. Đó. 32 ha. Đó. Tổng chiều dài 32. Rồi, sóng dày 5 ly. Đó, đặt 5 ly, giờ nó ra 7 ly ha. Đó. Rồi rồi, thôi vậy anh em xin xuống clip đây anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ tình trạng dao mình nó gọi anh Bi ha. Rồi ok, dao này sắc cà sắc dưa gì đó anh về anh sắc chứ dao này không có chặt anh em ha. Rất quên nữa.
Để mình coi mình cân nặng đây. Anh đặt là nhẹ 500 gram thôi. Đó. Để mình lấy cân nha anh em. Rồi, ok. 560 gram anh nha. Đó, bây giờ nó được 560 gram. Đó. Rồi. Anh đặt đầu tiên có 500 gram mà bây giờ mình làm tới 560 gram ha. Đầu tiên thì anh đặt cũng không có, tức là anh không có nói cố định là 500 hay 600, không quan trọng. Nhưng mà cái làm theo thông số như vậy, chiều dài 32, cái bảng 5 phân. Đó. Cái sóng dày 5 ly. Đó, rồi nó ra được nhiêu nó ra hai khâu như vậy. Ok. Tại do chắc cái cán cẩm này nó đe đặc hơn rồi nó nặng hơn cái một chút. Rồi, vậy đi. Với khâu em xài cái câu này của em là nó dày nữa ha. Đó. Bởi vậy thành thử ra nó nặng cái thêm chút nữa anh em. Rồi. Ok. Thôi vậy mình cũng chào anh em hết nha. Rồi hẹn mình clip sau rồi anh em mình cùng theo dõi nha anh em. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Ôi. Vô khâu rồi anh em. Mình thấy gì không? Cá mà khủng khiếp nữa ha. Cán khỏi chê chỗ nào hết á dân, anh em thấy bít cán luôn ha, dữ dằn. Phun BU một cái anh em ha, lên BU một cái rồi thôi. Khò khỏi nhìn luôn, xịt cho bóng lên đó ha. Ôi nó sướng gì đâu, cái đường nhám mình đánh ngang ngang còn anh em ha. Thối thần anh em ha, dữ dằn thiệt chứ, dữ dằn hơn dữ dịch nữa. Quá đã, dữ dằn thiệt chứ.